hồi hộp, cuốn hút là cảm nhận của các vận động viên khi được thể hiện chính mình tại các giải đua xe ô tô địa hình off-road tổ chức trong nước lẫn quốc tế. Những giải đua xe còn là sân chơi để các tay đua rèn luyện thể chất, nâng cao kỹ thuật lái xe ô tô địa hình và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, các vận động viên còn có thể tham gia công tác từ thiện ở vùng sâu vùng xa, cũng như công tác an ninh quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn. Những màn đua tài off-road cực chất sẽ có trong chương trình Xe và Gia đình hôm nay. Quý vị thân mến, với sự phát triển phong trào bộ môn chơi xe thể thao địa hình trong nước và quốc tế, giải đua xe ô tô địa hình off-road hướng đến một sân chơi lành mạnh, vui khỏe, rèn luyện thể chất cho những người yêu thích bộ môn thể thao Việt giả. Và đây là cơ hội để các tay đua giao lưu, giúp nâng cao kỹ thuật lái xe an toàn cho cộng đồng này nói riêng và cho người đi xe ô tô nói chung tại Việt Nam. Và chương trình Xe và Gia đình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn màn trình diễn off-road vô cùng mãn nhãn. Nhưng trước tiên là những thông tin về những chiếc xe trong nước cũng như thế giới. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội xác nhận, đến thời điểm này, dù còn cách Tết Nguyên đán 2023 hơn một tháng, nhưng khách đã đặt kín lịch thuê xe. Giá thuê xe dịp này tăng khoảng 30% so với ngày thường nếu khách đặt trước khoảng từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Trường hợp khách đặt xe trước Tết chỉ khoảng 1 tháng hoặc cận ngày hơn, giá thuê có thể tăng từ 50 đến 60%, thậm chí 100% đến 200% so với ngày thường. Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái dịp Tết cũng thông báo không cho thuê ngắn ngày, chỉ nhận đơn đặt cọc thuê từ 7 đến 10 ngày. Giá cho thuê phổ biến khoảng từ 1 triệu 100 ngàn đồng đến 1 triệu 500 ngàn đồng một ngày với xe 5 chỗ, 1 triệu 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng một ngày với xe 7 chỗ, tùy đời xe, và khoảng từ 2 triệu 600 ngàn đồng đến 3 triệu 800 ngàn đồng một ngày đối với xe chất lượng cao. Năm 2022 còn chưa kết thúc, nhưng ở ngay thời điểm này, nhiều nhà sản xuất phân phối ô tô tại Việt Nam, đặc biệt là các hãng xe đến từ Mỹ, châu Âu, đã chuẩn bị kế hoạch điều chỉnh giá sản phẩm cho năm 2023. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 tới đây, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tăng giá bán hàng loạt mẫu xe Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach tại Việt Nam với mức tăng từ 50 đến 180 triệu đồng. Mới đây, nhà phân phối của hai thương hiệu ô tô Mỹ Jeep RAM cũng thông báo sẽ tăng giá bán một số mẫu mã kể từ năm 2023. Cụ thể, các mẫu Jeep Wrangler và Jeep Grand Cherokee sẽ có giá bán tăng thêm từ 100 đến 200 triệu đồng. Trong đó, riêng bản Grand Cherokee Summit Reserve tăng 100 triệu đồng, Wrangler Willys và Islander tăng 210 triệu đồng. Các mẫu RAM 1500 được phân phối tại Việt Nam bao gồm toàn bộ các phiên bản Night Edition, Longhorn, TRX đều có mức tăng đồng loạt 200 triệu đồng. Không được đưa vào danh sách chuyển thể sang bản điện khí hóa, Ford Focus và Fiesta chính thức khai tử trên toàn cầu. Ford Focus bắt đầu ra đời vào năm 1998. Chiếc hatchback nhỏ gọn này đã được phát triển với nhiều cấu hình khác nhau, bao gồm cả biến thể RS hiệu suất cao. Trong khi đó, Fiesta lần đầu xuất xưởng vào năm 1976. Do nhu cầu xe hatchback cỡ nhỏ giảm mạnh, đặc biệt ở Mỹ, dòng sản phẩm dần không còn được chú ý. Thay vào đó, người tiêu dùng đang có xu hướng ưa chuộng với những chiếc SUV hay crossover nhỏ gọn. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Ford bỏ ngỏ quyết định phát triển những chiếc xe cỡ nhỏ chạy điện để giúp các thương hiệu nhỏ hơn tấn công phân khúc này. Trên thực tế, các hãng xe như Opel và Fiat đã bắt đầu nghiên cứu ô tô điện đô thị với kích thước nhỏ, phạm vi hoạt động ngắn nhưng thời gian sạc nhanh. Là thị trường tiêu thụ ô tô lớn thứ tư Đông Nam Á, Việt Nam cũng đồng thời sản xuất ô tô nhiều thứ tư khu vực, xếp sau các trung tâm sản xuất ô tô như Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng ô tô sản xuất lắp ráp tại Việt Nam sau 10 tháng đầu năm 2022 đạt 362.500 xe, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, một số hãng xe mới như Skoda hay Chery cũng đang lên kế hoạch liên kết với các đối tác trong nước để tiến hành lắp ráp xe tại Việt Nam trong 1 đến 2 năm tới. Cùng với đó, Tsimoto và Hyundai cũng vừa khánh thành thêm một nhà máy mới ở Ninh Bình với công suất lên đến 180.000 xe một năm. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo hai đợt triệu hồi mới dành cho các siêu xe Lamborghini gồm Urus và Aventador S do các vấn đề khác nhau, tất cả đều được nhập khẩu chính hãng từ Ý.
Trong đó, đợt đầu tiên chỉ có một chiếc Urus thuộc đời 2019-2020 bị triệu hồi vì đầu nối nhanh của đường ống nhiên liệu tại vị trí khoang động cơ có thể bị quá nhiệt cao hơn mức cho phép. Điều này có thể gây rò rỉ nhiên liệu tại điểm liên kết giữa đầu nối và làm tăng nguy cơ cháy xe. Đợt triệu hồi thứ hai liên quan đến hai chiếc Lamborghini Aventador S thuộc đời 2017-2019 do vấn đề liên quan đến hộp điều khiển động cơ và hộp số. Nguyên nhân do các bộ phận này đã không đảm bảo vòng tua máy ở mức tối thiểu để động cơ hoạt động khi bàn đạp chân ga được ta về vị trí ban đầu khi xe đang di chuyển trên đường, có thể gây chết máy đột ngột. Quý vị và các bạn thân mến, off-road là sân chơi quen thuộc của những người đam mê môn thể thao đua xe nói chung và đua xe ô tô địa hình nói riêng từ nhiều năm nay. Việc có được một sân chơi đều đặn là điều rất quan trọng đối với các vận động viên ở bất kỳ môn thể thao nào. Và đối với những môn thể thao còn mới như đua xe, điều này còn có ý nghĩa đặc biệt bởi nếu không, phong trào sẽ không có cơ hội để lớn mạnh. Và các vận động viên cũng có thêm cơ hội để giao lưu, chia sẻ, cạnh tranh một cách tích cực, nâng cao ý thức, kỹ năng và thành tích thi đấu. Những giải thi đấu off-road dù lớn hay nhỏ cũng đều là ngày hội được các vận động viên và khán giả yêu bộ môn chơi xe ô tô địa hình thể thao rất là đón chờ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với những màn thi đấu vô cùng mãn nhãn ngay bây giờ nha. Xin mời! Off-road là từ chỉ việc lái xe, ô tô, xe máy, xe đạp trên những địa hình hiểm trở như đường mòn, cát sỏi, lòng sông, đường đồi núi và cũng được sử dụng như một tên gọi dành cho môn thể thao mạo hiểm cho những người thích trải nghiệm chinh phục các cung đường hiểm trở, rừng rậm, lội suối, trèo đèo, thậm chí là sa mạc. Off-road là bộ môn đòi hỏi các tay lái cần có kỹ thuật và kiến thức về xe, địa hình khi di chuyển để đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như chiếc xe. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia cái cuộc thi cát này. Chung là nó khác với trải nghiệm mà như mình đi trên đường bùn, đường đất đỏ như trên Gia Lai. Đi đây nó rất khó, nhiều khi mà chỉ cần nhanh tốc độ nhanh một chút là nó sẽ bị lật tay lái. Rồi đánh lái nó rất là bị quay cái vô lăng. Là phải giữ được cái vừa tốc độ, vừa giữ được cái vô lăng, làm chủ được cái xe của mình để vượt qua được cái bài này. Hấp dẫn, hồi hộp, cuốn hút là cảm nhận của các vận động viên khi được trải nghiệm trên những cung đường dốc, lún sâu, thậm chí là buồn lầy ở các giải đua xe địa hình lớn và nhỏ trong nước. Vừa rồi mình được may mắn là được giải 2 của hạng nâng cấp ở giải VOC Hà Nội. Có một bài mà rất là ấn tượng là rất là nhiều vận động viên không qua được, nhưng mà mình chạy qua được và được đạt nhất cái bài đấy. Rất là thích. Bộ môn này nó sẽ làm cho mình vượt được qua bản thân, chính của bản thân mình. Cái điều đó là làm cho mình thích nhất. Với những thành viên ở câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng này, mỗi lần tham gia giải off-road là thêm một lần họ được bổ sung kiến thức, kinh nghiệm lái xe địa hình, được chính mình vượt qua những thử thách với bao khó khăn mạo hiểm và biến nó trở thành kỹ năng cơ bản để lái xe và ứng dụng trong cuộc sống. Những năm qua, nhiều thành viên của câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng đã trưởng thành với kỹ năng chinh phục địa hình thuần thục. Các thành viên này đã tham gia nhiều hoạt động cứu trợ cũng như thực hiện các chương trình từ thiện xã hội tại khắp các vùng miền trên cả nước, nhất là những khu vực vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn. Có nhiều cái cuộc thi như thế này thì mình cảm thấy là mọi người có một cái cơ hội để có thể giao lưu, kết nối, học hỏi và trải nghiệm tốt hơn trong cái nâng cao được cái trình độ cũng như là cái thỏa mãn cái niềm đam mê của mình hơn. Khi mình luyện tập trên các địa hình này và tham gia cuộc đua như này thì khi mà ứng dụng vào trong đời sống cũng như cái hoạt động cứu hộ, cứu trợ ở các cái địa hình mà nó khó khăn, phức tạp thì nó sẽ giúp mình xử lý tình huống tốt hơn. Với những kỹ năng xử lý đẳng cấp, tinh thần thép cùng bản lĩnh vững vàng, các giải đua xe ô tô địa hình đã mang đến một cộng đồng lành mạnh nhằm trao đổi và giúp nâng cao hiểu biết kỹ thuật lái xe an toàn. Qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của giải đua xe ô tô địa hình lớn và lâu đời nhất Việt Nam. Quý vị thân mến, chúng ta vừa được chiêm ngưỡng những màn thi đấu vô cùng mãn nhãn và đầy gây cấn. Và để có thể lái xe được trên địa hình hiểm trở như thế này thì đòi hỏi những người lái xe phải có kỹ năng rất là thượng thừa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với anh Doãn Vũ Hoàng, Phó Chủ tịch câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng, sẽ chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm để có thể lái xe trên chiếc xe bán tải này nhé. Để điều khiển xe bán tải chạy trên địa hình đồi cát này thì chúng ta cần, trước tiên là chúng ta cần phải xả lốp để cho xe có một cái áp suất lốp vừa phải,
nếu mà nó căng quá thì nó sẽ bị tua, và nó mềm quá thì nó sẽ dễ bị bung khỏi bánh. Cái thứ hai đó là động cơ cần phải được nâng cấp để cho có công suất mạnh hơn, tránh trường hợp là bị đuối máy khi mà lên những cái đồi dốc cao. Và hệ thống treo của xe được cải tạo để có thể thích nghi được những cú bay nhảy, những lúc mà hỏng cả bốn bánh lên và đáp xuống. Ngoài những cuộc thi đấu hoặc là giải đấu như thế này thì câu lạc bộ mình còn có những hoạt động gì khác không ạ? Ngoài những cái cuộc thi đấu thì câu lạc bộ cũng hoạt động về các cái mảng công tác xã hội rất là tốt. Câu lạc bộ thường xuyên có những cái chuyến từ thiện do anh em câu lạc bộ quyên góp được, và đi xây các nhà tình nghĩa ở Nam Trà My. Hàng năm câu lạc bộ có những cái chương trình tiếp sức trẻ em vùng cao đến trường ở Tây Giang. Và đối với công tác xã hội của thành phố thì câu lạc bộ bán tải Đà Nẵng là trực thuộc thành đoàn Đà Nẵng, cho nên là cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho những cái chuyến hỗ trợ người từ miền Nam về quê tránh dịch ở cái đợt dịch vừa rồi. Như anh Doãn Vũ Hoàng chia sẻ thì ngoài những cuộc thi đấu gay cấn và đầy hấp dẫn như thế này thì câu lạc bộ còn có rất là nhiều những hoạt động ý nghĩa và nhân văn cho cộng đồng và xã hội. Vâng, xin cảm ơn những phần chia sẻ của anh ngày hôm nay ạ. Quý vị thân mến, đua xe địa hình là môn thể thao mạo hiểm ngày càng được nhiều người yêu thích và trở nên phổ biến tại Việt Nam. Môn thể thao này thì giúp rèn luyện thể lực, tinh thần, kỹ năng, kiến thức cùng ý chí kiên cường và tinh thần đồng đội để chiến thắng mọi khó khăn thử thách. Và hy vọng câu chuyện về những giải đua xe ô tô địa hình trong chương trình Xe và Gia đình hôm nay đã mang lại cho quý vị và các bạn một sự hứng khởi về bộ môn thể thao mới này. Và đến đây, chương trình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.